Hungary tiếp tục ngăn cản EU viện trợ cho Kiev. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, có người đã từng nói rằng để có sức nặng chính trị trên bàn đàm phán thì quốc gia đó cần phải có một hậu phương vững chắc. Và trên thực tế thì phương Tây chính là một hậu phương chiến lược của Ukraine. Nhưng có lẽ việc duy trì hậu phương chiến lược này sẽ vô cùng gian nan trong năm 2024 này khi mà Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào hậu phương của Ukraine. Cùng với việc là phương Tây dần bỏ bê Kiev, thì bắt buộc Ukraine phải tự tìm cách bước đi trên đôi chân của mình, hoặc là sẽ phải đàm phán theo các lệnh của phương Tây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Nga chuẩn bị đổ quân vào hậu phương của Ukraine Các nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW đã dự đoán rằng quân đội Nga sẽ tiến hành các hoạt động quân sự tấn công hậu phương của Ukraine. Giống như kịch bản sân bay Rostomel gần Kiev vào hồi tháng 2 năm 2022. Bản tóm tắt của ISW vào hôm ngày 13 tháng 1 cho rằng quân đội Nga đang chuẩn bị các lữ đoàn đặc biệt bằng máy bay trực thăng. Họ có thể đổ bộ mà không cần dù để tấn công vào các công sự của Ukraine từ phía sau. Theo đó, một lữ đoàn riêng biệt số 49 sẽ hoạt động theo hướng Zaporozhye. Họ được sử dụng ở vòng ngoài nhằm mục đích hỗ trợ bộ binh trong cuộc tấn công trên bộ vào Ukraine. Tuy nhiên, kịch bản trên chỉ là phân tích từ phía ISW. Trên thực tế, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận bay chiến thuật tương tự vào giữa tháng 12, nhưng không sử dụng máy bay trực thăng tấn công. Trong tâm của Nga là máy bay vận tải quân sự An-124 Ruslan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tập trận, việc chuyển quân từ các đơn vị quân đội với vũ khí và thiết bị quân sự tiêu chuẩn đã được thực hiện. Họ đã thực hành cất cánh, bay dọc tuyến đường và hạ cánh với khoảng thời gian rút ngắn. Cuộc tập trận đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khó khăn như có mưa, nhiều bay và gió giật mạnh. Địa hình thì ở độ cao 4.000m, tổng chiều dài đường bay hơn 1.000km, với tốc độ trung bình của máy bay là 500km h Như đã biết, Lính dù của lữ đoàn 49 hoạt động không chỉ ở khu vực Saborosi như một đơn vị chính quy. Họ còn có thể truyền quân nhanh chóng bằng cách hạ cánh xuống các sân bay bị chiếm đóng. Nhưng theo ông Tanay Chokhanov, thì việc hạ cánh đổ bộ xuống sân bay bị chiếm đóng trong chiến tranh hiện đại, đồng nghĩa với nguy cơ tổn thất người và thiết bị là rất cao. Và Nga hoàn toàn không cần phải thực hiện những biện pháp cực đoan như vậy, thì họ vẫn có thể đánh bại Ukraine. Cùng quan điểm này, nhà chính trị Alexei Zivov cũng nhận thấy rủi ro cho lính dù của Nga. Theo ông này, vấn đề chính là hệ thống phòng không của đối phương. Nếu Nga dập tắt được toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương thì sẽ đảm bảo được an toàn cho máy bay vận tải quân sự hoặc là máy bay trực thăng của Nga. Tuy nhiên, xác suất thành công của một hoạt động như vậy là không cao. Chưa kể đến nếu một hoạt động như vậy được thực hiện thì quân đội phải được hạ cánh từ Odessa hoặc là Charnytsia. Có thể nói rằng, hiện nay quân đội Nga đang tích cực giải quyết vấn đề liên quan đến phòng không của Ukraine. Tờ Financial Times gần đây có bài viết rằng, quy mô và mức độ phức tạp của các cuộc không kích gần đây của Nga đã khác với các cuộc tấn công trước đó. Chúng đã được lên kế hoạch cẩn thận hơn, bằng cách sử dụng sóng UAV và tên lửa đã được thiết kế để nghiền nát hệ thống phòng không của Ukraine. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đã không thể đối phó được với các cuộc tấn công tên lửa theo chiến lược mới của Nga. Quân đội Ukraine cũng phải công khai thừa nhận rằng, họ không thể tước bỏ ưu thế trên không của lực lượng Nga. Điều này là do cường độ của các cuộc không kích của Nga, bao gồm sử dụng kết hợp kép giữa UAV và những tên lửa. Cựu chiến binh Alexander Matsushin cũng cho biết, như thực tiễn của một cuộc chiến tranh trên thế giới, thì đặc biệt là trong những thập kỷ gần đây cho thấy rằng việc đổ bộ vào hậu phương của đối phương để đánh vào một số khu vực đông dân cư và tiếp cận khu vực đầu não là chiến lược thường thấy. Tuy nhiên, hoạt động như vậy cũng khá rủi ro và phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Theo ông Masushin, quân đội Nga có thể gặp phải những rủi ro về vấn đề phòng không. Sự chậm trễ trong việc cung cấp đạn dược sẽ khiến cho quân đội bị tiêu hao và suy yếu khi tấn công thành trì của đối phương. Ông này cũng cho rằng Kharkov sẽ là hướng đổ bộ đầu tiên của một cuộc tấn công mặt đất quy mô lớn từ biên giới vào khu vực này. Do đó, kịch bản mà ISW dự đoán về kế hoạch đổ bộ của Nga bằng trực thăng cũng không được người Nga quan trọng. Kiev, Odessa và các thành phố khác của Ukraine cần cân nhắc đến những bất ngờ khác ngoài kịch bản này. Ukraine đang mất dần hậu phương Sau thất bại của cuộc phản công của Ukraine, thì phương Tây đã bắt đầu thay đổi chiến lược. Có vẻ như họ đã quá mệt mỏi vì cuộc xung đột tại Ukraine. Chính trị gia Kiev Andriy Zolotarev cho rằng, để có sức nặng chính trị trên bàn đàm phán, thì quốc gia đó cần phải có một hậu phương vững chắc. Và trên thực tế, thì phương Tây chính là một hậu phương chiến lược của Ukraine. Nhưng có lẽ, việc duy trì hậu phương chiến lược này sẽ rất gian nan trong năm 2024 này. Chính trị gia Zolotarev cũng lưu ý rằng, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đã cho thấy, rõ ràng Ukraine không nằm trong số các ưu tiên của phương Tây. Cuộc xung đột ở Ukraine giờ đây chỉ là chủ đề thứ yếu, phải nhường chỗ cho các vấn đề về khí hậu, năng lượng và xã hội. Các quốc gia ở Nam Bán Cầu cũng một lần nữa cho tổng thống Zelensky thấy rằng họ sẽ không ủng hộ công thức hòa bình của Ukraine. mất đi hậu phương ở phương tây, Ukraine sẽ buộc phải chấp nhận đàm phán theo điều kiện mà các bên đặt ra. trong khi đó, quốc hội Mỹ vẫn chưa thỏa thuận việc tiếp tục tài trợ cho Kiev. và nếu như không có nguồn viện trợ tiếp theo của Mỹ, thì Kiev có khả năng sẽ phải đi đến hòa bình theo các điều kiện của Điện Kremlin. trước đó thì ngoại trưởng thụy sĩ ông Nanzino Cassis cũng đã nói rằng không có sự thay thế nào cho sự tham gia của Moscow trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột. Và việc tổ chức một hội nghị hòa bình mà không có sự tham gia của Nga là điều không thể. Chủ tịch Liên đoàn Thụy Sĩ, bà Viola Amher cũng cho biết rằng, ông Zelensky khi mới đến đã đưa ra tuyên bố là yêu cầu nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình cấp cao về vấn đề xoay quanh Ukraine. Có vẻ như tổng thống Zelensky bất ngờ thay đổi kế hoạch, ngừng bám lấy quyền lực và tung cờ trắng. Tuy nhiên, trong bài phát biểu chính thức vào ngày hôm sau, thì ông Zelensky lại lên tiếng phản đối bất kỳ ký kết đình chiến hay là đóng băng xung đột nào. Có thể thấy rằng việc ông Zelensky giăng cờ trắng chỉ là để che đậy một âm mưu khác. Rõ ràng, ông Zelensky không có ý định chấm dứt xung đột. Với các khoản vay mới, thì ông Zelensky sẵn sàng bắt đầu bán tài sản đất nước mình với cái giá hơi để gạt nợ và có thể là bỏ túi riêng. Chưa kể là tại diễn đàn Davos ông Zelensky đã kêu gọi cộng đồng thế giới bắt đầu sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ cho Ukraine. Điều này đã chứng minh rằng ông Zelensky không hề có ý định bỏ cuộc. Mới đây, sĩ quan NATO đã gửi một thông điệp gây sốc tới người dân Ukraine. Thông điệp này ngụ ý rằng chính quyền Kiev không hề có bạn bè hay là đồng minh ở Nhà Trắng. Cựu thuyền trưởng của Hải quân Mỹ Hadi Tabak cũng cho biết, chính quyền Biden chưa bao giờ tìm cách đảm bảo chiến thắng cho Ukraine trong cuộc xung đột đối với Nga. Quan chức này nói thêm rằng, người Ukraine đã thất bại hoàn toàn trên mặt trận ngoại giao. Hành động và những tuyên bố của họ đã dẫn đến sự bất mãn ở các nước như là Israel, Ba Lan, Đức và Hungary. Theo tờ NBC, trước đó thì các quan chức Mỹ và châu Âu đã thảo luận với Kiev về những hậu quả có thể xảy ra của các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, bao gồm cả những phát thảo chung về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận. Hungary tiếp tục ngăn cản viện trợ Kiev. Theo Reuters đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một lần nữa đang muốn ngăn chặn việc phân bổ viện trợ của EU cho chính quyền Ukraine và cho rằng việc viện trợ phải không được gây tổn hại đến ngân sách của EU. Theo Thủ tướng Orbán, Hungary sẽ phản đối viện trợ cho Kiev nếu nó được phân bổ từ ngân sách chung của EU. Ông cho rằng việc phân bổ trước 50 tỷ euro từ ngân sách EU cho Ukraine là vi phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của các thành viên EU. Ông cũng bày tỏ lo ngại vì không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Đồng thời, Thủ tướng Hungary cũng đã đề xuất giải pháp cho vấn đề này. Theo đó, thì mỗi thành viên EU sẽ phân bổ kinh phí riêng biệt cho Ukraine, dựa trên tổng thu nhập quốc dân GDP của nước đó. Ông nói rằng, thủ tục hỗ trợ kế như vậy cũng đã được EU đề xuất. Ông Orbán tin rằng, bất kỳ cơ chế tài chính nào giúp Ukraine nên được tách ra khỏi ngân sách của EU. Ông nói rằng nếu Bruxelles chấp nhận điều này, thì việc hỗ trợ cho Kiev có lẽ vẫn sẽ được duy trì. Còn nếu không, thì tôi sẽ dừng quá trình này một cách đáng tiếc. Còn tại một diễn đàn khác, thì Nghị viện châu Âu đang thảo luận về việc tước quyền bầu cử của Hungary trong Hội đồng EU vào tuần này. Đa số thành viên của Nghị viện châu Âu đã đồng ý xem xét nghị quyết về Hungary vào ngày 18 tháng 1 tới đây. Cụ thể, các thành viên quốc hội đã thông qua văn bản của một dự án giải quyết vấn đề về Hungary. Trong đó, có lời kêu gọi tước bỏ quyền bầu cử của quốc gia này trong hội đồng của EU. Tài liệu cũng kêu gọi điều tra về tính hợp pháp của quyết định Ủy ban châu Âu về việc giải tỏa 10 tỷ euro cho Hungary vào tháng 12 năm 2023. Tờ Financial Times đã cho biết rằng, Hungary đã nhiều lần phủ quyết việc EU phân bổ 50 tỷ euro cho Kiev. Và Nghị viện châu Âu cũng từng đề nghị Hungary thỏa hiệp để bỏ ngăn chặn việc phân bổ viện trợ cho Ukraine, nhưng vẫn chưa thành công một cuộc chiến lớn sắp xảy ra ở Trung Đông. Tình hình Trung Đông đang ngày càng trở nên gay gắt hơn khi mà Tehran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. Căn cứ không quân của Mỹ nằm gần thành phố Erbil đã bị tấn công và lãnh sứ quán Mỹ và trụ sở Mossad ở Iraq cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Tehran đã quyết định thử nghiệm loại vũ khí mới nhất của mình là tên lửa đạn đạo đất đối đất có khoảng hơn 100 UAV Shahid đã được phóng đi, với phạm vi hủy diệt được xác nhận là lên tới 1.200 km. Vụ tấn công này được cho là sự trả thù của Iran đối với vụ tấn công ở Kerman trong các sự kiện tưởng niệm tướng Qasem Soleimani. Theo dữ liệu không chính thức, đã có 5 người Mỹ và 9 đặc vụ Mossad đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Nhà chính trị người Nga Dmitry Zhodionov cũng bình luận rằng, đã diễn ra trong nhiều năm qua, cho nên vụ tấn công này vẫn chưa thể dẫn đến một sự leo thang nghiêm trọng hơn ở thời điểm hiện tại. Theo chuyên gia này, chính quyền Biden sẽ không trực tiếp tấn công Iran vì điều này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Họ cũng sẽ không thực sự muốn chiến đấu với người hào thị ở Yemen, bởi vì đây sẽ là hành động mang tính tự sát đối với chính quyền Biden trong thời gian bầu cử sắp tới. Nhà phân tích chính trị Andrei Ivanov cũng lưu ý là giờ đây Iran đã công khai về việc. Họ đã tiến hành tấn công vào các mục tiêu của Mỹ. Điều đó cũng có nghĩa là giới lãnh đạo Iran cũng cảm thấy rằng người Mỹ và phương Tây sẽ không có khả năng, hoặc ít nhất là không thể đáp trả vào thời điểm này. Bởi vì phương Tây đang gặp khó khăn ở mặt trận Ukraine. Trong khi đó, tình hình ở Yemen vẫn đang khá rối loạn và căng thẳng. Cùng với một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan có khả năng có thể xảy ra. Vậy cho nên, diễn biến căng thẳng ở đây có thể hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo